Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 250 tục cần chắc để tham gia dự án mô tả mở Telegram ra bấm nút start để chat với bot nha bạn. Chờ nó dán chút xíu các bạn. Ít chứ. Rồi nhiệm vụ thứ hai ta follow phần trader của nó các bạn. Tôi quên nữa. Rồi các bạn chờ nó mở chấm chấm theo quốc chiếu các bạn. Quê mình mạng 10 bảo 78 mạng lát quá. Làm video rất khó cho các bạn các bạn. Đây cũng là một cái kèo ngon. Bạn chắc này nó lít lên 5 sàn các bạn. Nãy mình coi trên thông tin. Của trên mắt là bằng like nhưng mà rồi bạn bắt đắp đây mà rồi cũng vô anh Facebook đúng không? Rồi Facebook của bạn like nha các bạn. Ok các bạn chờ chút các bạn. Bot. Rồi bạn like, bạn chờ chút các bạn. Rồi bạn like rồi bạn chia sẻ bài viết của nó nha các bạn. Chia sẻ cho công khai nè. Rồi đang dành thời gian rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi, bạn bắt đắp Facebook đâu nè. Rồi, các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi, các bạn lấy đường link bộ profile Facebook mình nha. Các bạn. Rồi, bạn bấm vào chia sẻ nha các bạn. Cái máy thương mạng ta. Rồi, các bạn chờ chút nha các bạn. Các bạn sao chép cho ok như tạm nè. Rồi, các bạn bắt đắp lên các bạn. À, chờ nó lót rồi chẳng tiếp được. Rồi các bạn làm review xong các bạn nhấp vào submit đi tên các bạn. Rồi nó kêu mình điện username Telegram các bạn vào trang cá nhân của mình copy username Telegram của mình các bạn. Điền mình chuyển nó không được. Rồi địa chỉ email của mình vào. Chờ mà mấy anh chị nước ngoài đã điệp. Gửi mèo cho nó nha. Bạn chờ bot phản hồi chút nữa bạn. Rồi, các bạn submit username theo word các bạn vào theo word của mình các bạn copy username theo word của mình các bạn. Rồi các bạn bắt link Facebook này bạn copy vào các bạn. Rồi các bạn mang địa chỉ với ETH của mình ra nè. Các bạn dùng ví chút wallet, Mixer wallet, MetaMask, Intercon, MetaMask những ví trên nền tảng EC20 các bạn. Trừ ví trên ví sàn nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống. Cái đồng win này mình chờ lên một cần mình mới bán các bạn. Dạ.
Hả, mình bán ba cái tập cận tê bức tê quá từ này phải để là được giờ được cũng được mấy ngàn đô mà không bán mấy chết bà. Rồi, tụi bạn gửi địa chỉ hay thác nữa qua. Rồi, sau khi các bạn bấm đơn rồi bạn bấm vào Balenci, bấm web phơi này nọ, đồ quýt giao, đồ các kiểu các bạn. Mình chắc thông tin nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Hẹn vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn hết nha. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.